giải mã hiện tượng bị bóng đè nhìn thấy người. Giải mã hiện tượng bị bóng đè và nhìn thấy người cho rằng dấu hiệu chính bạn sẽ trải qua khi bị bóng đè là vẫn nhận thức được môi trường xung quanh nhưng tạm thời không thể di chuyển hoặc nói chuyện được. Điều này có thể xảy ra khi bạn thức dậy hoặc đi ngủ và cảm thấy các dấu hiệu như đổ mồ hôi, không thể hít thở sâu, ngực bị thắt lại, không thể mở mắt, nhưng đặc biệt nhất là tưởng tượng có ai đó trong phòng và muốn làm hại mình. Bị bóng đè nhìn thấy người quen cho thấy rằng bạn đang chịu phải một áp lực hoặc nỗi buồn nào đó đến từ những người thân quen của mình. Điều này khiến cho bạn luôn ở trong tình trạng sợ hãi và không thể đối mặt với nó. Vấn đề này đã khiến bạn suy nghĩ nhiều hơn và dẫn đến suy nhược cơ thể. Bị bóng đè nhìn thấy người buổi trưa cho thấy bạn là một người nhạy cảm, có sự tự ti về bản thân, luôn cảm thấy mình thua thiệt so với mọi người xung quanh nên không dám đứng lên bày tỏ ý kiến cũng như tiếng nói của mình. Chính điều này làm cho bạn ngày càng thụt lùi. Bạn nên thay đổi bản thân mình theo hướng tích cực hơn, như thế mới tốt nhé. Hay bị bóng đè nhìn thấy người chính ám chỉ bạn đang có vấn đề về tâm lý cũng như sức khỏe. Bạn có nhiều nỗi lo dẫn đến trạng thái luôn mệt mỏi, lo âu, trầm cảm và căng thẳng. Do đó để khắc phục điều này, bạn hãy tâm sự với những người xung quanh để thoải mái hơn nhé. Bị bóng đè nhìn thấy người ban đêm cho thấy bạn đang cảm thấy quá mệt mỏi với công việc và cuộc sống hiện tại. Hàng ngày bạn phải suy nghĩ và tìm cách giải quyết quá nhiều vấn đề và nó dường như đang vắt kia sức bạn, khiến bạn sắp kiệt quệ. Điều bạn cần làm bây giờ đó chính là nên chia sẻ tâm tư với người thân hoặc bạn bè thân thiết, bạn đang rất cần chỗ dựa tinh thần để bước tiếp, hãy mở lòng mình ra để được thanh thản nhé. Hay bị bóng đè nhìn thấy người lạ, ma quỷ cho thấy bạn là một người luôn có ý niệm về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ và bạn luôn mất bình tĩnh với những chuyện xảy ra ở hiện tại. Chính sự bất an về những vấn đề đã xảy ra khiến bạn luôn ở trong trạng thái lo sợ và bất an. Vì thế mọi quyết định của bạn đều trở nên thiếu tự tin và quyết đoán. Hãy chú ý và cải thiện hơn để không gặp những sai lầm nhé. Cách phòng chống ngủ bị bóng đè. Hiện tượng bị bóng đè khi ngủ luôn khiến con người rơi vào trạng thái mệt mỏi, lo âu, căng thẳng. Chính vì thế có những cách để phòng chống ngủ bị bóng đè mà bạn nên biết để từ đó giữ cho mình một giấc ngủ ngon, trọn vẹn, đảm bảo sức khỏe hơn. Trong phần lớn các trường hợp, chúng ta không cần phải điều trị bóng đè. Điều trị bệnh nền, ví dụ như chứng ngủ rũ, có thể giúp bạn giảm bớt căng thẳng và cho bạn một giấc ngủ ngon. Các phương pháp điều trị bao gồm, cải thiện thói quen đi ngủ bạn nên chắc chắn rằng mình có thể ngủ từ 6 đến 8 tiếng trong một đêm. Sử dụng thuốc chống trầm cảm nếu có chỉ định của bác sĩ, nhằm điều hòa chu kỳ giấc ngủ. Giảm uống trà, cà phê và những chất có chứa caffeine trước khi ngủ tối từ 3, 5 giờ. Cải thiện môi trường ngủ, nên tạo ra một không gian ngủ yên tĩnh và thoải mái nhất. Mặc đồ ngủ thoải mái, bỏ hẳn nịt ngực và áo lót quá chật. Bỏ thuốc lá, thuốc lào vì chất nicotine trong thuốc có thể kích thích làm khó ngủ và hay mộng mị. Nếu sử dụng máy điều hòa nhiệt độ thì chỉnh nhiệt độ phòng khi ngủ khoảng 26, 28 độ C. Giường ngủ cần sạch sẽ, êm ái, thoải mái. Tập thể dục thường xuyên hàng ngày để giúp ăn ngon, ngủ yên nhưng lưu ý là không tập trước khi đi ngủ. Môi trường ngủ nghỉ nên được thiết kế thoáng mát, yên tĩnh, nhiệt độ phòng không được ở mức quá cao hoặc thấp.